quý vị, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cuộc trao đổi rất là vui vẻ với hai nghệ sĩ trẻ, và họ cũng là hai người bạn thân của nhau. Xin giới thiệu Juun Đăng Dũng và cũng như là R.Tee. Hello mọi người. Xin chào mọi người. Và rất là lâu sau khi mà chương trình Sing My Song phát sóng rồi, hai bạn mới cho ra một cái MV có tên là Anh Ghét Em. Thì lý do vì sao mà cái quá trình nó phải dài đến như vậy? Thực sự là bọn em cũng mất cái thời gian chuẩn bị khá là lâu. Tại vì khi tham gia Sing My Song thì em với cả team mới bắt đầu gọi là hợp tác với nhau. Mới có... Thì là mình biết nhau từ cái thời gian mà bắt đầu tham gia. Em biết nhau từ trước rồi, nhưng mà tức là trước đấy anh em cũng có những cái sản phẩm collab cùng với nhau, nhưng mà nó vẫn là sản phẩm riêng của em. R.Tee chỉ hỗ trợ thôi. Còn đến sau cuộc thi Sing My Song thì mới chính thức là hai anh em cũng có những cái sản phẩm chung cùng nhau làm. Thì sau Sing My Song hai anh em mới bắt đầu tính đến cái hướng đấy, nên là cái thời gian chuẩn bị là cũng hơi lâu. Và Bảo thấy rằng là trong cái đoạn cái phần rap của cái bài Friendzone nè, sau đó là cái bài Anh Ghét Em á, thì có những cái phần phải nói rằng là thả thính rất là độc đáo ở trong đó, đúng không? Ai là người chủ đạo cho cái ý tưởng này? R.Tee thả thính. Bảo thấy rằng là ngay cả vấn đề về tình cảm giữa các nghệ sĩ nè, vấn đề về U23 Việt Nam nè, rất là nhiều vấn đề nóng ở xã hội thì được R.Tee đề cập trong những cái phần rap của mình. Ngày hôm nay có Đinh Vân không? Cái vuông tròn tam giác. Vuông tròn tam giác. Thực ra là cái vuông tròn tam giác là cũng cái em rất là cảm thấy thú vị ấy. Cái nhất, cái thứ hai là anh biết cái 2 x 0,1 không anh? Biết chứ, 2 x 0,1 bằng 2 đúng không? Thì rồi bây giờ vậy thì trong thời gian khoảng vài phút R.Tee có thể viết nhanh ra một cái đoạn rap của mình. Còn bây giờ thì mình quay ra cái phần trao đổi với Juun Đăng Dũng đi. Mình nói về nghệ thuật một chút. Thì Bảo thấy đọc có một vài comment thì mọi người nói rằng là cái phong cách của Juun Đăng Dũng phần nào giống với một nghệ sĩ cũng được rất nhiều người quan tâm là Sơn Tùng M-TP. Bạn nghĩ gì về những cái nhận xét đó? Thực ra lúc đầu thì khi mà em chưa phải là người trong nghệ thuật, chưa làm showbiz, em thấy một người bị nói giống người khác em thấy cũng bình thường. Tại vì đấy là chuyện của người ta, đâu phải chuyện của mình đâu. Nhưng mà đến khi mà mình bị nói ấy, thì thực sự là không thích. Tại vì bản thân em cũng là một người mà em cũng rất là không muốn bản thân mình bị đem so sánh với người khác. Ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ mình so sánh với bạn bè thôi là mình đã không thích rồi. Đây là rất nhiều người họ so sánh mình với một người khác và chả liên quan đến mình. Thì em nghĩ cái điều đấy nó cũng đôi khi mình cũng bị suy nghĩ một tí. Nhưng mà thực ra thì mình là một người mới, mình xuất hiện sau, mình hoạt động sau, nên là mình cũng chưa có những cái gì gọi là khi thời điểm đó mình chưa có những cái gì đột phá ấn tượng, nên là mọi người nhìn mình và nghĩ đến một người khác thì em nghĩ chắc thôi kệ mọi người. Mình nói về cái sản phẩm mới nhất gần đây đi, thì có sự tham gia của producer Orion. Thì Orion cũng là một người đã tạo ra thành công phần nào cho ca khúc Chạy Ngay Đi của Sơn Tùng. Thì Juun có nghĩ rằng là cái vấn đề này nó sẽ khiến cho cái suy nghĩ lúc nãy Bảo vừa đề cập nó lớn hơn không? Thực ra thì em đã đưa bài này cho Orion làm cách đây 1 năm trước. Đến thời điểm hiện tại khi mà em ra bài là phải hơn 1 năm. Thì em không biết là thời điểm đấy thì em cũng chưa biết là Orion có hợp tác với nghệ sĩ nào khác, em không biết. Chỉ là đơn giản là em đã thích cái màu nhạc của Orion từ trước đấy rồi, nên là em đã kiếm Orion. Nói chung là kiếm bạn cũng hơi khó, tại vì em ở trong Sài Gòn, xong rồi cũng không có dịp tới Hà Nội nhiều, nhưng mà cũng phải kiếm bạn ở Hà Nội, xong rồi đi thu cũng phải ra ngoài đó. Cái thức bản demo thì em đã gặp Orion và thu cách đây hơn nửa năm rồi. Mới đây thì em mới làm lại. Còn cái chuyện mà Orion hợp tác với những người khác thì thực sự em không biết. Nên là cái đấy nằm ngoài cái chuyện em có thể kiểm soát được. Bây giờ quay lại với R.Tee đi. R.Tee sáng tác xong chưa? Ok được rồi ạ. Ok được rồi ha. Yes. Rồi. Mình vô luôn hả? Mình vô luôn đi. Vô luôn. Thế thì cái này thì giống như kiểu freestyle á, thì có gì mọi người thấy sai sót thì mọi người bỏ qua nhé. Em cũng mới viết ở đây thôi. Xin chào các bạn và MC của Báo Thanh Niên. Đây là Chu Điệp Trai và R.Tee aka Thiên Thiện. Em biết là anh rất ghét toán không? 2 x 0,1 là gì? Chu nơ nhìn em có biết đoán không? Nhìn Chu ngây ngô như trẻ thơ học vuông tròn tam giác. May là có R.Tee đưa 25.000 để cải cách, không thì nhà tan nát. Wow. Này em ơi, có muốn ngày mai mình đi xem BTS? Ami chân chính là không tùy tiện, không làm phiền ai hết. Nhớ lời anh dặn về nhà cơ cấu nên đừng chụp đi khoe. Cảm ơn các bạn đã nghe. Thích thì nhớ nhấn share. Wow. Cũng không bỏ qua cơ hội đề cập đến người bạn của mình trong đoạn rap của mình là Juun. Ác ôn lắm. Có rất là nhiều cái vấn đề trong cái đoạn rap vừa rồi Và có lẽ là nếu như mọi người quan tâm về những cái vấn đề đang xảy ra hiện tại thì sẽ hiểu về cái đoạn rap của R.Tee vừa rồi. R.Tee và Juun Đăng Dũng là một bạn thân ngoài đời rất lâu rồi. Trước khi mà thi Sing My Song thì hai anh em đã cũng hợp tác những một số sản phẩm với nhau rồi, như là ví dụ như là bài Anyway hay là Ta Quên Nhau Chưa, thì R.Tee đã có support cho anh Juun về những phần rap. Rồi trước trong đó thì cũng có khoảng thời gian hai anh em chơi với nhau. Có một khoảng thời gian mà em có mở một cái shop quần áo, xong rồi R.Tee còn là nhân viên ở đó. Em là nhân viên đó luôn, là vì trả lương tháng bao nhiêu, trả lương tháng bao nhiêu. Một con số không nên nói ở đây, một con số nhạy cảm. Bao nhiêu nhỉ, quên mất rồi. Có những cái hôm mà em nhớ là cả hai cùng đi diễn, để xong rồi hôm đấy không có nhân viên, em phải kêu R.Tee qua trông dùm. Thế xong rồi đến giờ thì cả hai phải đi diễn biết sao. Lấy đồ luôn, lấy đồ cho shop mặc luôn. Đi diễn mặc không phải đóng cửa shop đi diễn rồi. Tại vì chưa giờ có khách đang ngồi coi đó, thôi đi về đi, xong rồi đi diễn luôn. Mời khách đi ra đi về. Đi về luôn, xong đi diễn luôn. Nhưng bây giờ quán đã đóng cửa nhá. Đóng cửa rồi. Nói kiểu làm ăn như vậy thì cũng phải làm ăn như thế, không để lâu dài thì anh ạ. Trong tương lai hai bạn có thể bật mí cho khán giả được biết là mình sắp có một cái dự án nào đó hay là một cái định hướng nào đó cho mình không? Trong tương lai thì R.Tee và Juun sắp tới sẽ mở một cái cửa shop nữa. Nếu như mà hai anh em không còn đi trên được có thừa âm nhạc thì chúng tôi sẽ mở ra một cái cửa shop nữa và mong anh em sẽ hỗ trợ. Đổi chứ thì sắp tới R.Tee và Juun sẽ có một cái dự án sản phẩm nữa, cũng là hai anh em hợp tác. Hai anh em cũng tự tìm hiểu biết cái thứ này nọ, và cũng có một cái MV nữa dành tặng cho mọi người, cũng như là sự cảm ơn khi mà mọi người đã ủng hộ MV Anh Ghét Em, thì R.Tee và Juun cũng muốn tặng thêm một sản phẩm nữa cho mọi người. Thì anh cũng muốn hỏi một cái vấn đề mà anh quan tâm từ đầu đến giờ luôn, là sau khi mà tham gia cái chương trình Sao Nhập Ngũ á, thì mọi người nói rất là nhiều về cái khả năng học toán của Juun Đăng Dũng. Không bao nhiêu? 2 nhân với 0,1 bằng 2,2 á. 2 nhân 0,1 bằng bao nhiêu? Toán học đấy. 2 nhân 0,1 bằng nhiêu? 2 nhân 0,1 bằng 2 chứ 2 nhân 1 bằng mấy? Tụi em không biết thôi, Mặt trời màu hướng này thì hướng Tây lặn ở đâu? Nè, Tây bên trái rồi, Bắc bên nào? Hướng Tây và hướng Bắc thì lệch với nhau một góc bao nhiêu độ? Báo cáo tôi không biết ạ. Mọi người chắc là biết là khi mà trước đây khi đi học á, thì Juun có học giỏi toán không, và điểm mấy phẩy? Thực ra lúc em coi lại cái chương trình ấy, em cũng xấu hổ lắm. Mọi người xe quá nhiều xe đấy, em chết rồi. Thôi chết rồi. Tại vì bình thường em cũng là kiểu hơi lười tính toán ấy, tất cả là đôi khi đến những con số đến mình cũng hay bị tránh nó, mình bất ngờ, kiểu có không muốn đếm, lôi điện thoại bấm cho nó nhanh. Thế hôm đấy thì cũng đang buổi trưa buồn ngủ nữa, đang lơ ngơ em nhìn cái đấy, em nói tùm lum tùm la, thì xong rồi đồng chí chỉ huy ra hỏi em sợ quá, em nói là em không biết. anh 3 nhân 0,1 mấy? 3 nhân 0,1 không phải 3. Hay lắm. Vậy là anh thấy rằng là như thế là Juun Đăng Dũng cũng có cải thiện. Lúc này cũng hơi chậm, để ngồi nghĩ. Nhưng mà hôm bữa livestream á, lúc mà em nói đến cái vấn đề là 2 chứ không phải 1, R.Tee cũng đã lôi điện thoại ra để bấm. Hồi nãy ở trong này thì anh có chuẩn bị một vài câu hỏi nè, định là hỏi Juun Đăng Dũng rằng là thử Juun Đăng Dũng lại, nhưng mà thôi bây giờ anh nghĩ rằng là nên hỏi R.Tee rồi. Bây giờ câu hỏi đầu tiên nha. Một hàng bộ đội đang đi đều, 2 người đi trước 2 người, 2 người đi giữa 2 người, 2 người đi sau 2 người, hỏi tất cả có mấy người? Lưu ý toán lớp 3. 6 người. 4 người. Chính xác. Thì chính xác 4 người. Juun Đăng Dũng lại sai, 6 người. Tại sao Juun lại nghĩ là 6 người? Tại vì Juun không giỏi tính toán. Là chỉ là 2 2 2. Đấy, 2 2. Một câu tiếp theo rất dễ nha. Dễ không anh? Dễ, nhưng mà nếu anh cũng không vừa đấy, 5 nhân 0,1 là mấy? 5 nhân 0,1. Ok. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi này dễ nha. Nếu như hai bạn có liên quan, có đề cập đến những cái vấn đề thời sự đang nóng thì sẽ biết câu hỏi này. Một cái từ gì mà chắc chắn 100% người Việt Nam đều phát âm sai? 5 giây. Sao? Thời sự hả? Bán dâm hả? Bán dâm sao sai? Không có sai. Bán dâm sao sai? Cái gì đâu sai? Phát âm đúng rồi mà. Một chữ mà. Một chữ thôi mà người ta phát âm đúng mà, đâu có gì đâu sai. Một chữ đúng không anh? Một chữ mà bao nhiêu người Việt Nam sai? 100% người Việt Nam đều phát âm sai. Wow. Từ sai. Sai. Đúng không? Sai. Đúng rồi đó. Sai. R.Tee đang suy nghĩ gì vậy? R.Tee đang nghĩ gì vậy? Sai. Sai. Sai là sai á. Em vừa phát âm sai đó. Ồ, ra vậy. Ồ, tôi bị lừa. Ồ, tôi bị lú. Có một câu cuối. Ai mà lúc lú mà. Cái câu này dễ nè. Con cua đỏ dài 15cm, quen không? Chạy đua với con cua xanh dài 10cm. Con cua nào về đích trước? Con cua 15 xăng. Con cua đỏ 15 xăng. Con cua xanh 10 xăng. 15 xăng với 10 xăng nào dài hơn Juun? 15 dài hơn. Đúng rồi. Con nào về trước? Em nghĩ câu này chắc nó sẽ có mẹo gì đấy nhưng mà rồi, anh em nghĩ một cách đơn giản thì là cái con chân dài hơn thì nó đến trước. Cua đỏ hả? Yeah. Vậy là có tại sao rồi? Không, con kia 10m tại vì 10m ngắn hơn. Thế bây giờ anh chân ngắn anh chân dài thì ông nào về trước? Nào về trước? Cũng chưa chắc mà. Thì em nghĩ rồi là giờ, không có nào. Bây giờ có thể đưa ra đáp án một là đỏ hay là xanh. Xanh. Tại sao? Tại vì em nghĩ là nó thon hơn, chạy lẹ hơn hả? Ngắn hơn thì đến nhanh hơn. Còn với R.Tee thì sao? Không con nào hết. Tại sao? Tại vì không con nào biết đích ở đâu để nó chạy. Tại vì nó đi bồng ngang hả? Nó bồng ngang mà. Nó đi Xin chúc mừng, cái này là Juun Đăng Dũng chính xác. Con cua xanh về đích trước. Tại cua đỏ nó bị luộc, nó chín ở đâu bò được đâu. Ủa sao có 10cm vậy? Đúng rồi. Ồ thì nó đo cũng được mà, nó luộc rồi thì nó vẫn đo 15cm cũng được mà. Đúng không? Có cái này hỏi bạn luộc lên nó mới đỏ đó. Bạn không biết. Hiểu được không? Hả đó bạn ạ. Và đến đây thì cũng cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Và chúng ta cũng có thể đón theo dõi những chương trình tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và cũng như là kênh YouTube Ai Hay. Xin cảm ơn sự có mặt của Juun Đăng Dũng và cũng như là R.Tee. Chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe và cũng như là có những thành công về dự án âm nhạc của mình. Cảm ơn anh. Rồi, chúng ta có thể gửi lời chào đến tất cả mọi người. Bye bye. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.